Hello, xin chào cả nhà của bữa cơm việc Atlanta nha. Thì hôm nay ngày nghỉ của hai vợ chồng mình, thì hai vợ chồng mình sẽ nấu một hai món ăn để của bữa cơm việc để mà cả nhà cùng ăn cơm chung nha. Thì hôm nay nhà mình nấu là món bánh canh giò heo, nghe cả nhà, chả cá, bánh canh chả cá giò heo cộng trứng cút. Rồi với lại làm món nhậu là món cua luộc. Nghe mời cả nhà cùng ăn chung và theo dõi kênh của hai vợ chồng mình nha, để chia sẻ cùng cả nhà. Tiên là mấy cái giò heo này là mình mua về là mình lọc da hết rồi, thì mình bỏ giấm vô, mình rửa nha cả nhà cho nó sạch. Với lại muối, nghe, giấm với muối để rửa cho sạch để nó hôi, hôi lắm ăn. Mình rửa giấm muối nghe thật sạch sẽ nghe cả nhà. Đó, rửa nè, giấm nè, muối nè, chà cho nó sạch đều, cho nó ra cái mùi hôi nghe cả nhà. Khi thì mình rửa giấm muối xong thì cái thịt nó sẽ tái tái lại giống như, tại vì nó lên nó sạch sẽ rồi nghe cả nhà. Mình mới bỏ vô trong cái nồi này, mình chần cho nó ra hết chất dơ. Rồi sau đó mình mới bỏ vô trong cái nồi kia để mình nấu kia cả nhà. Nồi này mình đã nấu sẵn nước rồi nghe. Sau đó thì mình sẽ gọt một ít cà rốt nha cả nhà. Cà rốt với lại để mình bỏ vô trong nồi mình nấu nước cho nó ngọt. Đây cả nhà. Gọt ra. Phải có củ cải nó mới ngọt nha cả nhà, cải đỏ nè. Còn nếu có củ cải cải trắng thì càng tốt, còn không có thì thôi. Nhà mình ví dụ như có gì thì nấu ở đó nha cả nhà ha. Đó. Sau khi mình gọt củ cải đỏ xong rồi á, mình cắt dày nha cả nhà, cắt dày nè, rồi mình bỏ vào trong nồi cho nó ngọt. Ok. Đó, từ nó ra thành phẩm nó mới ngon nha cả nhà. Chỉ cho cả nhà ai chưa biết nấu bánh canh thì mình chỉ cho cả nhà nấu. Ok. Bây giờ mình lấy cái này mình bỏ vào trong nồi. Đó, thì nước cũng đã sôi rồi nghe cả nhà. Mình thả vô nè. Đó, mình thả vô, mình lấy nước lèo cho nó, nấu nước lèo cho nó ngon nghe. Đó, bỏ vô nấu nó cho nó ngọt, thấy không? Nấu rồi cả nhà. Bây giờ mình gọt củ hành tây gọt. Ok, gọt củ hành tây nha, gọt ra. Đó, mình lấy nửa củ thôi, nửa củ á, mình hàm nước cho nó thơm nghe cả nhà. Đây đó, cho nó thơm để mình đi rửa đã. Rửa thì mình bỏ vô nồi nha. Giò heo này nó sôi lên cả nhà, nó sôi rồi nè. Sôi rồi mình đừng có cho nó sôi lắm, mình sôi vừa thôi, rồi mình vớt ra bỏ vào rổ là cái nước dơ nó ra rồi đó, đừng có luộc chín lắm nghe cả nhà. Bỏ vào đây đó, chỉ các bạn bạn mà chưa biết nấu thì mình chỉ cho nấu. Mỗi người mỗi gia đình nấu một cái kiểu khác nhau nghe cả nhà. Đây, bỏ vào đây. Rồi bây giờ mình lấy mình đi rửa, đi rửa cho sạch nghe. Đó, nấu ăn ngon hay không nó cũng là một cái sự sạch sẽ, nấu nướng cho là một nghệ thuật với cả nhà. Rồi mình để lên đây, rồi mình lấy cái này cái mình mới thả vào trong cái nồi nước lèo của mình nghe cả nhà. Lèo của mình hồi nãy mình đang nấu nè, tại bữa nay nấu có hai vợ chồng ăn thôi cho nên không có nấu nhiều. Thả vô heo vô nghe, đó thấy bự không, cục vô heo đã không, quá đã luôn cả nhà ha.
hai cục, ba cục, bốn cục dưa heo, mỗi đứa hai cục được rồi. Wow, ngon không cả nhà, thấy không? Đổ đi này, mình lấy cái nồi nước mình luộc bánh canh nha cả nhà. Rồi cả nhà cũng đừng quên là gọt miếng gừng thả vô cho nó thơm, cho nó bán mùi heo đi nha cả nhà, cho nó thơm nha. Gừng này thì mình cũng đã rửa sạch rồi nha. Giờ mình cắt mỏng. Ok cả nhà, cho nó sôi, cho có mùi thơm. Hành lá mình mua về mình rửa sạch nha cả nhà, rửa sạch nha, rửa sạch cắt hành lá nó thôi dễ mà, cả nhà ai cũng biết đúng không? Mình cắt hành lá cả nhà dễ lắm. Bà xã mình bữa nay bà xã mình bệnh cho nên mình phụ bà xã mình nấu khé. Nhỏ bà xã mình chỉ mình nấu hết rồi, dễ lắm, có gì khó hết. Cắt cái đầu hành ra bỏ. Cái đầu hành mình có thể mình đem nó vừa mình trồng lại, là mình trồng rồi mình cắm rồi tự mới mọc lên mình ăn tiếp nha cả nhà. Lấy cái đầu bỏ riêng qua một bên, cắt hành lá. Rồi chắc cả nhà ai cũng biết cắt mà, phải không? Dễ cắt mà, vai dễ lắm. Ăn hành nhiều tốt cho sức khỏe nha cả nhà. Đây, 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 đây. Wow, hành lá tươi ngon quá. Cả nhà cũng có hành lá mà nó bữa giờ mình đi Việt Nam về không ai tưới nước nên cho nên nó không có xanh, nó không có mọc lên nhiều với cả nhà. Cho nên mình đi mua hành lá ngoài chợ nó bán cũng 1 đô la một bó, giống vậy thì 1 đô là một bó, 1 đô là 20 ngàn, 20 ngàn Việt Nam đó. Rồi này đầu hành mình để lên đây đó, chút nữa mình sẽ ăn đầu hành này ăn riêng, còn này mình cắt hành này cắt nửa củ hành đó, thì mình bỏ vô khi mình nấu rồi. Còn nửa củ này em nhỏ mình ăn sống cả nhà cũng ngon lắm, mỏng mỏng này. Tốt cho sức khỏe đó, bỏ bên đây thành nguyên cái lá ngon cả nhà, ngon không? Yeah, ok, sôi lắm ngay cả nhà. Thì bây giờ mình vớt cái bọt ra, vớt cái bọt này đó, vớt cái bọt bỏ đi, vớt cái bọt bỏ đi ngay cả nhà đó, để cho nó sôi cho cái giò heo nó chín. Giò heo nó chín nó ngon, nó thơm. Giò heo bên Mỹ mình nó thơm lắm cả nhà, thơm lắm mà bự lắm. Nhà mình sẽ ăn hai loại bánh canh nghe nhà, một bánh canh Hàn Quốc nè, bánh canh bột gạo nè, thấy không? Rồi là một thêm bánh canh ống nữa. Bánh canh ống này cũng ngon lắm cả nhà, cho nên chúc mình luộc hai loại. Ai mua vợ mình muốn ăn cái gì thì hai chồng mình sẽ chia nhau ra ăn. Ok, để chia sẻ cho cả nhà cũng biết bánh canh ống này cũng rất là ngon nha. Cũng đã sôi rồi, bây giờ bánh canh mình đã luộc ra rồi thì mình thả qua mình luộc thôi nha cả nhà. Hình như nó đã chín rồi á, nhưng mà mình chỉ làm cho nó tơi ra thôi nha cả nhà. Đây, giờ mình làm 3 gói ha, 3 gói bánh canh Hàn Quốc trước đó, để cho nó tan rồi chút nữa mình luộc bánh canh ống sau. Sau khi hồi nãy giờ bánh canh Hàn Quốc nó sôi rồi, mình dùng vớt ra cả nhà để nó nở không có ngon. Ok đó, vớt ra nghe, vớt ra. Wow, mình mình làm lùm thùm quá. Cái bánh canh udon này mình đã luộc xong rồi cả nhà ha. Chắc bao nhiêu là mình ăn xong rồi mình mới luộc tới cái bánh canh ống cả nhà ơi. Bánh canh ống là chưa cần tới, mình ăn xong rồi mình muốn luộc tiếp nha cả nhà ơi. Thêm đó thì mình sẽ luộc thêm một ít cua để mình ăn. Mình rất thích ăn cua, để Việt Nam về mình ăn
mấy cua Việt Nam thôi, còn cua này cua Mỹ ngay cả nhà. King Crab mình sẽ ăn king này, cua này. Còn cái bánh canh này á, là nó đang sôi để luộc cái giò heo nãy giờ ngay cả nhà. Nước dùng từ từ mình sẽ chỉ cho cả nhà cùng nêm nghe. Bây giờ để cái giò heo này nó ra được chắc tỉ, chắc độ mình phải hầm thêm 15 phút nữa cả nhà ha. Trong thời gian đó mình hấp cua thêm để chút nữa mình nhão. Nước lèo đang sôi mình bỏ miếng sa tế vô nha cả nhà. Sa tế này thơm lắm, ngon lắm nha, bỏ vào đây cho nó thơm ngon nữa. Ok, thay vì mình bỏ trong ấy thì bây giờ mình bỏ ở đây cho nó thơm cái mùi sa tế bánh canh nha. Mình nêm trong này á là 2 muỗng bột nêm gà ngay cả nhà, đây từ gà, với lại 1 muỗng nước mắm, với lại 1 cục đường phèn nhỏ ngay cả nhà, bao nhiêu đó là đủ rồi. Ok, bên này á nồi cua đang sôi ngay cả nhà. Wow, hấp dẫn quá. Wow, bánh canh cua luôn. Đổ vô đây một ít trứng cút luôn cả nhà. Đó, đổ vô là bánh canh luôn cho nó chất lượng. Wow. Bánh chả cá đang ngon quá cả nhà ơi. Đó, chả cá thắt lát nha cả nhà. Cái chả cá thu vừa làm xong. Giờ cắt chả cá cả nhà. Ui chả, chả cá thơm quá cả nhà ơi. Mới vừa nướng xong. Ok, đây. Giòn lụm luôn. Cái lát lát luôn cả nhà. Ngon cực kỳ. Rất là tuyệt vời. Ok, còn đây, chờ cá thu. Bánh canh nhất dương chỉ luôn. Wow, ngon quá. Nhất dương chỉ. Bánh canh chả cá thắt lát và cả thu. Ngon quá cả nhà ơi. Wow, hấp dẫn quá. Bánh canh cho bà xã mình nghe cả nhà. Đó, để pha lựu cục vị heo này cho ngon cho bà xã mình ăn đây. Cái cục nào cũng bự hết. Cục dừa dừa để gặm nghe, gặm cho ngon nghe. Đó, ủa, ngon quá. Lúc đi cứ đây đi, cục này đi ha. Chan nước lèo vô, hai vợ chồng thôi không có ai hết nghe cả nhà. Canh là đủ xài. Để bỏ chả cá cho xã mình nghe. Xã là số 1 luôn đó. Bà xã bệnh cho nên phải để cho bà xã ăn. Ngon. Đó. Tí mấy củ hành này nữa nè. Rồi bỏ vô miếng hành phi đi em. Wow, hấp dẫn quá. Đó, rồi ta ăn đi nghe. Rồi cả nhà cùng ăn bánh canh gia đình mình nghe. Ăn đi em. Bánh canh giả chiến. Để bánh canh giải chiến là bánh canh nấu giò heo rồi đàng hoàng giải chiến vậy đó. Có Cái gì này chả cá, chả cá, chả cá trứng cút, giả heo,
Mời cả nhà cùng ăn nha. Đây, bà xã mình khoái bằng ớt. Chắc ớt nè. Đó, hấp dẫn lắm như cả nhà. Ăn đi. Ăn luôn. Ăn. Sao ngon không? Ngon. Bánh canh này chất lượng quá mà. Chả cá nè, trứng cút nè, everything. Thì mình ăn cua nha cả nhà. Wow, hấp dẫn quá, thích ăn cua. Để coi bưng cua ra ăn. Làm tô bánh canh nha cả nhà. Thì bỏ vào đây. Bỏ vào đây nha. Để múc bánh canh vô nha. Giờ heo vẫn còn đang sôi nha cả nhà. Wow, cục này bự quá. Giờ tính sao đây ta. Quất cục bự luôn ha. Ô, cục này to quá. Cục này cũng to luôn. Một cục, hai cục, còn hai cục, ba cục. Quất cục vừa vừa thôi cả nhà. Đây hả? Thôi cục bự đi, ăn cho đã. Đó, quất cục bự nè. Có xương có giò luôn nha. Bỏ qua đây. Đó. Rồi. Múc thêm trứng cút nha cả nhà. Đó. Đó, thêm trứng cút, cà rốt rồi nữa. Wow, ngon quá đi. Múc vô, múc vô. Múc vô. Múc vô. Múc vô. Hấp dẫn quá. Rồi. Qua bên này. Qua bên này, bên này, bên này, bên này. Chà cá vô cả nhà ơi. Đó. Cá nè. Wow, hấp dẫn quá. Đó, thôi, 3 miếng là ăn đủ rồi. Cộng thêm hành ngò nữa. Đầu hành. Hành ngò. Đầu hành vô. Wow, vô, ngon quá. Có hành phi vô. Wow, hấp dẫn gì đâu quá cả nhà ơi. Rồi qua ăn nghe. Với chén nước mắm nè cả nhà. Mắm ớt nghe. Mắm sắm. Rồi mời cả nhà cùng ăn nghe. Bánh canh, chả cá, giò heo với lại trứng cút. Ok, mời cả nhà cùng hưởng. Cả nhà nghe cùng ăn bánh canh chả cá giò heo trứng cút nghe cả nhà. Ngon quá, hấp dẫn luôn cả nhà. Tiên thì chắc mình gặm cái giò heo trước nha. Giò heo to dễ sợ luôn. Ngon. Nói vậy nó đồ ăn bên Mỹ nha, mình nấu gia đình mình nấu chất lượng lắm. Về Việt Nam ăn vẫn ngon mà không thua, không bằng bên Mỹ. Cứ ăn giờ heo về heo nóng quá, giờ ăn chả cá trước. Wow, chấm nước mắm. Chả cá. Dai giòn. Rất hấp dẫn. Miếng mắm nha.
làm bạn được chấm mắm đó. Không biết ớt ngon quá, miếng hầm wow, cho heo hấp dẫn quá cả nhà ơi. Giờ tính sao đi ta, gặm hả? Ngon quá, thơm. Nãy mình có rửa giấm với lại muối rồi, thơm lắm, nó không có hôi chút nào hết trơn luôn á. Da heo này cả nhà. Béo ngon. Okay. Ngon quá trời ơi. Chấm thêm miếng nữa nha. Chấm miếng mắm. Wow. Ngon cực kỳ. Miếng ớt. Ớt cái mắm. Chấm thêm mắm nữa. Tuyệt vời cả nhà. Giòn ngon. Chấm miếng mắm nha. Gặm giò heo không đủ no cả nhà ơi. Ngon quá, ngon quá. Và ăn bánh canh để nó nở cả nhà. Ngon thiệt. Ngọt. Ăn cái trứng cút. Cho tí mắm nữa nè. Đó, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của hai chồng mình nghe. Bữa nay hai chồng mình nấu là món bánh canh giò heo chả cá và trứng cút, còn với lại là cua hấp. Và cả nhà cùng ăn chung. Nếu mà bữa cơm Việt cả nhà cũng chia sẻ với mọi người những món ăn của Việt Nam mình, thuần túy Việt Nam, tuy ở Mỹ nhưng thích ăn đồ ăn Việt Nam nghe cả nhà. Nếu cả nhà thích cho hai chồng mình có like, một có share, một có subscribe nha, để ủng hộ tinh thần cho hai chồng mình. Rồi hai chồng mình sẽ đi đây đó để quay phim cho cả nhà cùng xem, tại vì bữa giờ cũng công việc cũng bị bận rộn quá cho nên chưa có lên video, mà cũng có các anh các chị là nhiều người hỏi là tại sao chưa lên video. Thì bây giờ video mình quay cho cả nhà cùng xem rồi đó, thì cả nhà chia sẻ cho cả nhà cùng xem là bữa cơm Việt Atlanta là nấu bánh canh chả giò heo chả cá với lại
cua. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha. Nếu cả nhà thích thì cho vợ chồng một cái bình luận, một cái share, một cái like, subscribe nha. Thank you.